câu lạc bộ BKT nha các bạn. Ủa anh Phạm Minh Trạng á, hay giữ chiếc này 62 viên tiến cao, còn này chiếc 62 tự do tiến cao này của anh Dũng vậy á. Nhìn mấy chiếc bên đây quá đẹp. Đây là nghỉ trưa. Tự do dán cao này, nắp chao chao rít leo lửa mở đê mô pin sườn mở đê bên dây đâu.
Queen nha bạn. Có bộ tiếng nhỏ vậy. Bên kia là của Hoàng KK. Mời xin mời bảng 5 chuẩn bị của bộ súng phú thiện có đeo 58 len 1 của bộ HPP cùng với sảnh có đeo 76 len 2 cùng với sảnh. Đây đây các bạn dây này dạng mất tiêu à, không báo dây nha mấy bạn. Chúc mừng các bạn bé vị số đèo 33 đã giành chiếc vé số đèo 1 trong chiếc dây 8010. 8010 nha. Số đèo 80 với chiếc dây 8413. Và tiếp theo xin mời bạn 5. Thank you.
răng một bị hụp rồi, không biết hụp là đa số không kịp vậy. Nhạt quá. Kéo để nó lại, phải kéo để nó lại luôn. Xe này chạy lấy dây rồi, giờ tiếp vô trong.
1 win. Hiếu để mình coi số giày coi. Quá tốt. Đập lại cho ta. Chết 2011 sang cơ lên FI. Số dây lần 1 là 8087 các bạn. Hệ này là hệ 62 tự do dáng cao nha các bạn ơi. Thank you.
nhận vé vào chung kết rồi. Mà 10 đâm hậu quá. Để coi số giây một khủng quá. Đầu tiên vào vòng chung kết. Vòng chung kết 62. Tự do dán cao. Và câu lạc bộ HBB Quận Phải Thạnh số đeo 76 đã giành vé đầu tiên vào vòng tranh hạng 3. Hệ 62 tự do dán cao. Chuẩn bị chung kết các bạn ơi. Chung kết 62 tự do dán cao. Thôi chỉ lại các bạn, hôm nay chúng ta có giải quyết 62 tự do dán cao.